Sáng nay tại khu vực Hồ Cốc, Bình Châu, một vận động viên chạy marathon Sài Gòn Rùa. Cái này không phải Phú Thọ Rùa nha. Rồi anh tên gì? Hải. Hải ở Sài Gòn Rùa. Đang thực hiện tới km thứ 18, 19 rồi. Gần được nữa. Rồi chúc anh thành công, hoàn thành ngon lành. Rồi chào.
Sáng nay tại khu vực Hồ Cốc, Bình Châu, một vận động viên chạy marathon Sài Gòn Rùa, cái này không phải Phú Thọ Rùa nha. Rồi anh tên gì? Hải. Hải ở Sài Gòn Rùa, đang thực hiện tới km số 18-19 rồi, gần được nữa. Rồi chúc anh thành công, hoàn thành ngon lành. Rồi chào. Chạy một vòng trong rừng chỗ Hồ Cốc. Này buổi sáng chạy đây rất là mát mẻ. Thank you.
Alo. Sáng rất là mát mẻ, có chút sương. Vòng là từ Quảng Bình Châu vòng ven biển vào rừng chỗ Hồ Cốc, xuyên rừng về lại Bình Châu là khoảng 40 cây, thì mình chạy xe kẻ thêm 1-2 cây nữa là đủ. Khỏe không? Buổi sáng cũng khá khá, người chạy đây hay chạy đường dài, mắt này. Vận động viên chạy tiếp. Ồ. Tiền phong marathon luôn. Hôm nay tính là 42 cây nha.